Một chục 55 ngàn hả? Lấy em chục đi. Có bán Bắc Thảo chứ, Bắc Thảo không chị? Như tiền chục cũng vậy luôn hả? Chú Bắc Thảo lấy em cũng chục luôn đi. Rồi mà chị bỏ riêng nha, coi nè Bắc Thảo nè, muối nha. Em về không biết lộn quất vô cái xà bằng luôn á. Chú muối đen Bắc Thảo vàng đúng không? Thì chú muối đó mình lột ra mình là ăn thôi vậy. Chú Thảo thì lột ra ăn này, chú muối là phải luộc. Bao nhiêu tiền vậy? 101 em. 101. Rồi cảm ơn chị. Lấy cho con bịch này đi. Bịch vừa nhiêu tiền, nhiêu tiền bịch? 20 cà cũng 20. 20 ngàn. Cà với dưa trộn chung đó. Có ăn với cháo, ăn cái này đi. Ăn cháo trắng. Đúng món luôn nè, thích thì đâm thêm ma tỏi. Bỏ ớt vô là xong. Dạ, cảm ơn cô. Để nó không có hư đâu. Dạ. Đi đi về, đi về. Đây mình có bán tép mỡ không chị? Ủa, lấy em ít thôi. Em ừ. Em kho quẹt miếng à. Ít thôi, vô đây thôi. Đúng rồi. Ok được rồi. Mười ngàn. Với lại cắt em cục thịt nửa nạc nửa mỡ đi. Dạ kho quẹt. Ờ lấy em thêm một miếng nữa đi. Rầu được rồi. 40 hả? Là tổng cộng là nhiêu? 50 hả? Đẹp quá Quyền, đúng rồi. Trong cái chà cái sạp thịt này là một mình bả đẹp nhất đó. Cái này mà cần thiếu cái nhiêu mấy chục. Mấy chục? 5 năm. 50 mà có 49 ngàn là. 49 là thân tài luôn. Dạ, rồi cảm ơn chị. Đậu mái nẹt cô đã số lên đầu. Tháo mái rap vô đơn giản với tao đam mê tóc cổ. Cặp của mày nói được bao nhiêu, này mày cứng thể hiện được bao nhiêu. Đêm này bảo sáng được bao nhiêu, khỏi cần hỏi cứ theo tụi tao phiêu. 2016 cứ gọi tụi tao Racing Boy. Đi mua đồ ăn về nấu rồi tao đi ăn nè. Công an gì? Ăn với gì? Cho thông dí quá trời mày kìa. Mày chạy lưỡi vô bà hai cái nữa là thêm một bà gãy bình thường nữa. Nó không đủ đây mà lưỡi đụng đây sao? Chạy gì có con mắt không? Trời ơi, người ta canh rồi. Canh mà đụng tao ào bả hay vậy? Canh mà đụng tao ào bả hay vậy? Đã đi mua đồ ăn gì? Làm ăn vô thông đứng bắt quá trời luôn. Thôi cứ quét lại. Đâu bắt được con đâu, con chạy liền. Cố luôn nó mà té ra bể không bảo là chúng giật bây giờ nè. Đúng rồi. Đâu bắt xe đạp đâu mà. Nó chạy nó không đổi nó mà hiểm kìa chứ. Đúng rồi, ông Bảy biết nè, ông Bảy là chuyên binh lực luôn, gành. Chạy xe đàng hoàng chạy gì đâu mà tới đây hết hụng với chạy cố mạng. Mẹ đặt cái chân của thận rồi mà. Con còn nguyên si luôn á. Mua cái gì cho bà ăn vậy? Nãy đi mới đi ra đi chợ mua trứng mắc thảo, trứng muối, dưa muối, với lại mỡ heo thịt heo về cái là mình nấu cháo trắng. Nói thì không phải ai tin đâu chứ hai cái loại dịch này tôi chưa bao giờ tôi thấy người ta ăn, tôi chưa giờ ăn qua. Người Hoa quá ăn lắm chị. Dạ. Mày mua trứng với thịt cho ba ăn hả? Hả? Mày bị điên rồi. Sao? Bả bị vậy đi mua trứng với thịt cho ba ăn. Chứ mua gì? Bả ăn gì vô bả xung bả review 8 gãy bị sườn nữa sao? Trời. Bả ăn gì vô bả xung bả review 8 gãy bị sườn nữa sao? Trời. Ăn muối cũng được nữa, không sao đâu, để nó hết bệnh. Bởi vậy ăn nó vô sung, tuổi ba tuổi hồi xuân nữa, ăn vô sung mày biết không? Ông Tám ơi, ông Tám ông nói em ấy sở thích của tao là... Là thú câu rồi hả? Tao thích chơi cái chiêu ếch lộn đường mưa. Mà gãy bị sườn lúc này á, ổng ếch lộn đường mưa lộn cái gãy đôi luôn. Thôi quấy, tôi bậy này. Cười.
cười nó đau mẹ. Nghe người ta nói ăn được đường không biết nữa. Em nói gì chị đi vô nhà nằm đi, đừng nằm ngoài đây nữa. Sao ạ? Tại sao trong nhà không nằm mà ra đây nằm? Đây nó mát lắm, nó cây cây cối nằm nhà nực, trời ơi chịu không được. Trời ơi. Đúng rồi, ra đây nằm yên tĩnh nè. Mát, đúng rồi đó, công nhận ra đây nó mát. Mà chị đang xui, chị còn té xe nữa. Rồi chị ra đây chị nằm lỡ mà gió thổi cây nhánh cây nó rớt xuống đập một cái một chết luôn rồi sao? Trời làm đậu này cỡ đó. Nhánh cây nhỏ xíu mà. Mà cây nào có cây khô đâu. Chưa biết được à, hên xui là người tới số số gió thổi té khiến cây đập chết luôn. Thì chừng nào thì hay. Thầy bảy ra hết xui rồi, ngày nay mày mùng 1. Thầy bảy xui rồi qua tháng hôm rồi. Qua, hôm qua đăng cái clip mà hướng năm mà 8 lên. Người ta chửi cậu ít xịt à. Chửi chửi con cũng ít xịt luôn. Ủa mới gì chửi tao vậy? Chửi cậu cháu mình á, nguyên gia đình tào lao vui duyên xuống gia đình ta bị bà Tám bị tai nạn vậy xuống nó tào lao lao chửi quá vậy. Vậy chọc con Tám vui mà, cho bà Tám vui cho lâu vậy vui chứ giảm gì. Thấy bà Tám bị vậy sợ, bà Tám bị nặng hơn rồi mình sợ mình lo sợ mình nói vậy thôi. Đúng rồi. Thì thấy không, giờ giờ bà đi bà chạy xe ngoài đường còn té, bây giờ không núp trong nhà ra đây nằm, lỡ gió thổi nhánh cây rớt xuống lũng bụng sao? Có ông thầy bậy ơi. Trời ơi. Giờ đây nó mát. Mà thôi kệ đi, tới sườn số chết là chết thật mệt quá. Sườn lồi ra ngoài luôn kìa. Gì ghê thẳng gồm. Kèm cục bó, luôn kìa. Bó, thuốc, bó nam. Thuốc nam. Bó gì? Bó thuốc nam á. Trời ơi, tưởng gãy bề sườn không, phụ ngoài luôn ghê. Ôi trời ơi, gãy 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 kiểu này sao chịu nổi. Dạ, giờ vô làm mà Tám ăn ha. Thịt kho tiêu, rồi mình kho quẹt á, ăn với dưa cải, với lại trứng mắc thảo, với lại trứng muối. Bà Tám cho hả, bà Hai ăn nữa chứ, bà Hai, bà Tám ăn sao ăn hết. Thì bà Tám bà Hai ăn luôn, hai bà, một, cái nhà ăn đi. Một bà bị đụng chó, một bà thì bị chó cắn. Ừ, rồi bà Hai, bà Tám ăn đi rồi ở đây nhịn hết cho. Cả nhà ăn đi, cả nhà ăn đi. À, thì đấy mọi người, thử coi mình nãy có đi chợ, ra ngoài thị trấn. Thì có mua được là trứng muối, đây là trứng muối, đây là trứng bắc thảo, da heo, mỡ heo, cái loại thịt heo. Ở đây là bịch cải chua cả nhà. Chạy về gần tới nhà gặp mấy chú giao thông đang bắt xe thổi thường là gòm lại mà dễ gì bắt được thường gòm. Thường gòm chạy phát vô tới đây luôn. Hên hên là thường gòm chạy giữ á. Tại mày không chịu nó bảo hiểm đó. Nó bảo hiểm ai bắt mày. Đúng rồi, chạy cho thường gòm đi xe đạp mà không đòi nó bảo hiểm á, tại nãy là quên. Chứ đòi nó bảo hiểm, đòi bảo hiểm nào, chú vậy, không đâu. Vậy một tí nữa công an gửi giấy tờ về nhà là chụp được bản số xe của anh Hai rồi đó. Tao sợ phạt nguội chứ. Ừ. Giờ này phạt nguội ghê lắm. Ừ. Trước đường vô nhà mà Tám có gắn cái camera à. Sợ phạt nguội cũng chết luôn. Thì đó nó chụp bảy số xe. Nếu mà quên được nó có hiểm á thì phải nhớ đem mắt kính ra cho. Cho hả? Ngoài giao thông nó nhìn thấy nó không biết ai. Để nó nhớ mặt mày nó muốn đập đâu đập đó. À, à thì ra là mày. À thì ra là mày. Thâm ngã. Bắt mày liền. Rõ thằng quẻ đi tới cái nó kéo lết nó vợ nó thì nó bôi luôn. Ok mọi người, bây giờ thì Thường Gòm sẽ đi làm cái món cháo ăn với lại tất cả thịt heo, trứng muối, trứng bắc thảo này kia kìa để đãi cho bà Tám với mẹ Thường Gòm nha mọi người. Ok mọi người, bây giờ thì Thường Gòm sẽ bắt đầu xắt thịt ra, rồi bắt đầu là mình sẽ làm thịt heo kho quẹt, rồi bắt đầu để ăn cháo cả nhà ha. Bây giờ cũng đói lắm rồi, nó khơi khơi không mọi người. Mày biết bật cái này không? Nào giờ tao chưa xài cái bụng này, tao không biết ạ. Thôi rồi. Đúng rồi. Đó. Bây giờ thì mẹ Thường Gòm sẽ thắng cái mỡ này để lấy tép mỡ một hồi là mình kho rồi cả nhà. Thì trước khi mà vào cuộc nấu ăn á thì Thường Gòm tiếp tục mình lại review tiếp mọi người ha. Thì cả nhà mình ai mà có mua dầu xanh của Singapore thì liên hệ Thường Gòm nha. Số điện thoại Thường Gòm có để trên màn hình. Và dưới phần mô tả cũng có số điện thoại Thường Gòm. Mọi người kết bạn Zalo Thường Gòm hoặc là gọi trực tiếp Thường Gòm nha. À, một chai dầu xanh như vậy á có giá là 199k nha mọi người. Đây 24ml giá 199k nha. Cô chú anh chị nào mà ai mà mua sử dụng thì liên hệ Thường Gòm có số điện thoại trên màn hình nha. Zalo kết bạn Zalo với Thường Gòm và gọi trực tiếp Thường Gòm nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi đóng lại bỏ ra mọi người tiếp tục nấu ăn. À, thấy không? Lẹ không? Đây này hiệu ó nè. Hiệu ó mà của Singapore nha, không phải Việt Nam nha. 199 cành, cậu mua mấy chai? Hiệu ó, đúng hiệu ó, tao mới mua. Hiệu ó nè. Phải không? Phải. Cái này không có giả đâu. À, vậy là để cho tao nửa chai. Để cho tao nửa chai. Trời ơi. Hỏi bán này.
chị em cô bác nào có thương gia đình của dì Hai Ve Chai á, thương thì ủng hộ mỗi gia đình, ví dụ nhà người 5 gia đình, 10 gia đình thì tiêu hết 10 chai để dành không sao đâu cả nhà. Nhiều khi á, trời trở gió trở trời này kêu sức đau bụng này kia, cái đó không vào phí đâu cả nhà. Nhỏ vừa tầm ăn khỏi cắn á, mở miệng nuốt luôn đó. Đường dao thường gồm đi là rất là uyển chuyển nha mọi người. Rồi tí cái cây xúc xích nó rớt. Mày tao dựng cái văn nổ mày nè. Nổ mày phỏng mày nói sao mày quên mày chửi tao đi. Lấy nắp đây lại mẹ. Đó. Nắp trời ơi, trời ơi nắp đây nè. Nắp này. Nắp này con để hồi mấy mà. Con đợi hai mẹ con này làm lâu mà còn lu bu ghế người ta nằm nó để ăn đúng mệt đó trời ơi. Ừ, con nói clip này thế nào con bị chửi nè. Nằm đây, đợi đây. Để ăn luôn đó. Kìa, anh nhìn sau lưng anh kìa, cũng có con đang nằm để ăn kìa. Thế nó là tám hả? Không, con nói con dép. Nó bà tám là bà tám què không nấu được. Đó, thật ở nhà thấy đường dao thương gồm đi không? Ok luôn, luxury luôn. Ở nhà mình ai mua dầu gió xanh hiệu 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 ó của Singapore liên hệ thương gồm nha. Số điện thoại thương gồm đấy màn hình nha. Nói hoài. Mình nói để bán kiếm thêm chút đỉnh cho cậu. Đó, bảo đảm mọi người hàng là hàng chuẩn luôn nha. Nếu như mọi người test thử sao? Mọi người test thử nếu mà không phải dầu của Singapore thì có 1 đền 10. Gồm đền cho mọi người 10 lần như vậy. Nhưng mà nếu mà biết muốn biết phải Singapore không thì phải làm sao? Đi qua Singapore kiểm chứng. Dạ Singapore hỏi. Ừ ha. Cũng hết trong mình không nghĩ ra ta. Giờ mọi người cứ mua chai dầu 199.000 về đi. Nếu như mà không tin là dầu chính hãng thì cứ qua Singapore bắt vé bay qua bển. Hỏi thử có phải là chính hãng không? Rồi đi về đây nếu mà sai thì gộp đền 1 đến 10. Bây giờ mình quảng cáo là phải thực tế. Bây giờ mình chứng minh là hàng thật. Mày phui nắp ra uống giùm tao nửa chai coi. Trời ơi, dầu mà uống không nổi. Cả uống nhà cứ tin tưởng đi, có gì Thượng Gòm chịu cả nhà. Thượng Gòm chịu trách nhiệm mà lo gì. Ai cũng biết nhà. 199 cành nha cả nhà nha, 199k. Số điện thoại để trên màn hình. Mọi người điện trực tiếp cũng được và kết bạn Zalo cũng được. Mọi người điện Thượng Gòm không có máy là tại vì Thượng Gòm đang đi quay. Hoặc là Thượng Gòm đang nghe cuộc gọi khác của cô chú khác nên mọi người thông cảm ha. Mọi người cứ nhắn tin cho Thượng Gòm đi, điện không được nhắn tin. Rồi Thượng Gòm sẽ điện lại rồi chốt cho mọi người. Rồi, chả mỡ đã chín rồi. Được không? Mẹ ấy cho nó quéo quéo lại nha. Thì cho nó quéo rồi đó. Tắt ra bếp rồi đó, chẳng cho nó thời gian nó nguội là nó quéo. Trời ơi, nãy mua chi tốn tiền mỡ, mua chi trời. Ừ. Coi má đâu nè. Trời ơi, trời ơi, cục này mà thắng được cái lịch. Tới tiền luôn. Ăn rồi bắn đi. Ăn là cứ ăn. Mập miêu bập cậy đó. À, chứ ngồi mẹ mua thuốc giảm cân chứ trời ơi. Trời ơi, mẹ ơi, con để con buôn bán nha mẹ. Ừ, con gái con buôn bán thuốc giảm cân. Mà mẹ lại đi ai cái này chết rồi. Con không dám ăn. Ta trên đời nó cứ ăn hết cái gì thèm ăn hết. Còn mua trời ơi. Thua luôn. Rồi chuẩn bị ta hủy hợp đồng luôn. Con gái bán giảm cân mà mẹ đi ai cái đó thì thua luôn. Rồi thằng con trai á thì bán dầu gió Singapore, ông bảy thì chưa uống. Mày im đây, cái người mà eo nhỏ với cái eo bự là eo này đẹp không nè, đích một đích nè, cái nào đẹp không nè, đây là đứng ngay đây không đích một đích luôn mà là ngấn một ngấn luôn không ngấn một ngấn luôn nè, thiêu hậu nè, trời ơi. À rồi gớt từ vòng giữ xe. Nè, eo ông đẻ nè. Đó, đích một đích nè, hai muối nè. Còn mày ẩm eo nó đích xẹp hà. Đúng không? Thôi thua. Bó tay chấm cơm chưa? Nhìn còn hơi con dê chữa. Trời ơi, cậu Tài nhìn cái đích của tao chảy nước miếng chảy miếng đâu mày. Tài ơi. Sao bỏ dĩa này của con? Khâu quẹt mà, nè mày đổ quên đây nắng nữa mình thắng lúc nào bỏ chung luôn mà. Đúng là mẹ làm ăn thì chật dục. Chục gì, trời ơi, mày vớt ở đây xong rồi mày thắng lúc nào. Giờ con đập tỏi cho mẹ đúng không? Ừ. Tại sao anh bán sản phẩm, anh không mướn cậu Bảy bia sản phẩm cho anh? Ừ. Tao là chuyên quảng cáo cho mọi người bán hàng luôn đó. Ừ, biết đâu. Sao, ông vô làm thử ra. Làm được coi trả tiền taxi hàng tháng nha. Vô quảng cáo là... Bây giờ hôm nay là nói thẳng với mọi người là hôm nay là bán cái dầu gió nè. Dầu gió Singapore. Dầu gió Singapore nè. Hiểu con ngó. Là ai thích mua thì mua, không mua thì thôi nè. Đó. Trời ơi à. Có mà lại. Ôi, vô giọng nằm đi. Để tôi bán lại. Ủa sao đâu giới thiệu như đuổi tà á. Vậy không được hả? Ông kêu thích mua mua thôi à.
thầy bảy này thiệt tình luôn. Vì sao vậy? Người hình như không lẽ ta không muốn mua về ép. Cũng đúng hả? Ừ, cũng đúng hả. Mình làm lại cái đây, làm lại cái cho nó vuông 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 tròn đi. Mệt ghê. Xin giới thiệu mọi người nha, bữa nay à ai... Nói thẳng màn hình kìa. Nói mà gục mặt xuống ai vậy? Xin giới thiệu với mọi người nha, này là Thương Gòm bán dầu gió hiệu Singapore nha. Mọi người có ai mua ủng hộ cho Thương Gòm nha. Còn mà nếu mà mua thì mua, không mua thì thôi. Đu quả mày nha. Giá là 199k nha mọi người, 199k. Liên hệ Thương Gòm, gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo Thương Gòm, số điện thoại để trên màn hình mọi người. Thôi bây giờ mình vô vấn đề nấu ăn đi. Nãy giờ review quá trời review rồi. Từ từ đi, cái này vàng vàng hả, đổ vô, đổ sớm nó khét cái khét tỏi phải không? À. Nước màu phải không? À, để cho nước màu nó màu đẹp đẹp đi. Màu đẹp đẹp thì bỏ thịt heo trước chứ. Thịt heo trước rồi trở nó kêu luôn á, trở thơm. Nhưng mà ướp á, mình ta ướp lâu mình ướp trực tiếp nó nhanh hơn. Trời ơi, mẹ làm mắc cái chọc dục con nắng mẹ đi. Từ từ con không quậy là nó đen thù lùi một bên. Con xin lỗi con mất nhá. Mày vô phải không? Ừ. Con nói xe. Con nói tiếp đi mẹ ơi. Trời ơi. Công nhận mẹ tôi gan giả ăn giả chứ. Chứ chặn. Màu đẹp quá. Được, đổ đổ thịt vô chứ mẹ. Kìa mẹ quậy bên hông bên đây nè, cho nó chen qua đúng rồi. Không dám thở luôn á, thở là có chuyện gì cái này chửi nữa. Chuyên nghiệp ta. Dữ dằn à. Cái nước mẹ, nước không? Ừ. Chưa thấm màu đều hết rồi, chứ nó cứ nước mắm vô. Mắm hả? Ừ. Mình lấy mắm. Nước mắm mật ngọt rồi vô các thứ vô. Bao nhiêu? Có 2 muỗng nước mắm thôi. 2 chai hả? 2 muỗng á, mình ăn cơm á. Rồi thôi. Rồi 5 muỗng rồi đó. Rác ở Hà nè, mình thử thằng nó thiếu mình căng thêm. Chứ còn đổ nhiều quá, lỡ mặn không, không chữa được. Không chữa thì đẻ. Thơm quá. Nếu mà một cà no vô cả nhà. Trời, ta lấy muỗng múc coi là xử không? Trời ơi, người ta làm cái gì cũng phải đầu bếp này vậy, nó lẹ hơn. Dễ duyên chi cầm mang bao tay bao chân nhịn lâu lắc quá. Cậu Bảy đang chờ đó bụng gần chết luôn. À, vừa làm mà đeo cái khẩu trang dưới đó thì nó muốn cậu sao trời. Đeo khẩu trang lên. Trời, đeo khẩu trang mà đeo dưới càm. Trời ơi, tôi sợ nắng cháy cái càm. Rồi à, mình có bỏ tí là bỏ tiêu với bỏ ớt nha. Ừ. Mình cho con làm cái món bắc thảo này đi. Giới thiệu tiếp đi, từ nãy giờ lâu rồi chưa giới thiệu đó. Ừ. Thiệu quậy clip nè, clip giới thiệu dầu gió hay gì cha. Thì giới thiệu dầu gió mà. Mẹ mới giới thiệu lại. Nãy giờ khán giả quên thì sao? Thì cái giải nãy quên cậu vô đi. Nhớ là giá là 199.000 nha. Ê cậu ơi, thêm câu hiệu con ó nha cậu. 199.000, dầu này là của Singapore. Hiệu con ó. Dầu xanh, dầu xanh. Kính thưa quý vị, có nghĩa là ngày hôm nay là ngày 12 là con của bà hai cháu trai là Thuận Gòm. Hôm nay là có nó có lấy về vài chục chai dầu gió thì mọi người ai có cần mua vài chai thì liên hệ với con bà hai cháu trai qua số điện thoại 0702 gì đó. Thì ai có muốn mua coi như là từ một chai cho tới nhiều chai. Ôi vô lên. Đi đi. Tại vì chưa thấy quảng cáo luôn á. Nói hết clip luôn rồi, dài cái mẹ luôn. Ủa, chắc ai, là ai ăn cay được không? Đi nhầm giọng đi trời. Ăn cay bỏ ớt luôn. Ăn cay được không? Đi nhầm giọng đi mày. Ơi. Quảng cáo cho nó tận tình chứ. Nãy giờ con đang đợi cậu là review thẳng vấn đề. Ừ, đây là dầu xanh của hãng Singapore. Một chai 99.000. Chưa tới khúc đó mà. Rồi nó ăn quảng cáo luôn. Vậy thôi cho cậu cơ hội đi. Đợi khúc đó là chắc ăn cơm xong luôn rồi, chứ ông chưa xong nữa.
Bởi vì thôi mày quảng cáo đi, để làm sao mới được tao quảng cáo cho. Tức là làm sao mới được tao quảng cáo và thương lượng cho nó đứng gần. Dạ. Tao quảng cáo xong nó mới được lại. Lại nó nói làm tôi quên hết trơn. Nói đúng quảng cáo chặt dục luôn. Anh hai. Bỏ ít ớt thôi, bỏ ít ớt thôi. Có người ăn cay không được. Có người ăn cay được ha, không cay được ít thôi. Trời, con tép con không thích ăn cay. Tao làm này cho con chó mẹ. Tới chuyện vậy tao á. Chính là cả nhà. Ôi, màu đẹp vậy. Chưa, cho quay cái miếng này mẹ, quay miếng này đi. Trời ơi mẹ, tôi không biết xài này. Không biết xài này. Quá ngon luôn. Đẹp quá. Rồi xong rồi, chừng nào tắt bếp rồi, xắt cái hành, lá rải lên, tiêu rải lên, là xong. Cho nó quay mấy miếng ngon. Bảy này không đi giới thiệu sản phẩm cho người ta, chắc thôi nghỉ rồi. Thôi cả buổi trời mà chưa thấy vô vấn đề. Câu giờ quá à. Bán không được. Ta gì review là phải như gì thật, đúng không? Trời ơi, mẹ cầm tay trái xác định dữ trời. Một hồi mà ăn thịt heo kho quẹt có ốc bóng tay trống thì mệt. Mày review vô gió đi kìa, nãy giờ hơi lâu rồi. Ông vô review vô gió đi, ông vô review vô gió đi, ông vô review đây. Tao review mà mày thấy không được rồi. Review gì nữa, để tới lượt mày review á. Hãy để ông Tám review cho. Ông Tám đâu có mời. Đây cả nhà, một nồi thịt kho đã chín. Thịt kho tiêu nha. Đó, ngon lành chưa mọi người. Bây giờ thì Thượng Gòm sẽ làm trứng bắc khảo với lại là trứng muối bắt cùng nhau đẩy cả mọi người ăn cháo Thượng Gòm nha. À, gia đình Thượng Gòm mời mọi người ăn ăn cháo với lại gia đình nha. Mời tất cả mọi người nha. Chào mọi người nha. Cả nhà, mà cả nhà thấy món hấp dẫn chưa? À. Thịt món gì nè? Thịt heo kho tép mỡ. Trứng muối, trứng bắc khảo, dưa cải chua, dưa chua. Rồi mời cả nhà mình. Làm miếng dưa muối trước đi. Mọi người thử cái món này coi. Bám cho cái bụng này, cái tay đào không ăn được. Mời mọi người nha, ăn miếng thịt với cháo. Thế mời cả nhà ăn cháo với gia đình em. Trời ơi, giữa trưa nắng này mà ăn cháo vô vô nhức nách luôn cả nhà. Rồi, thể hiện sự nhức nách thôi. Ăn cái này mới ngon nè. Trời ơi, ăn vô con mắt nó giật giật nè. Ha, cả nhà thấy ghê không? Hả? Bên em nhà không tin nào đây. Ba diện nó đang cười nó đau thiệt. Ai muốn bà cười? Không cười, không cười nổi. Trứng này ăn thơm thơm. Trứng bắc khảo mọi người. Chị biết ăn không? Chị ăn thử ra chị. Ăn thử miếng thôi, thử coi nó ra sao. Nguyên trái. Nguyên trái luôn. Thôi, ăn thử miếng coi được thì ăn nữa, không được thì thôi. Ngon lắm. Chưa. Em thề một câu em chưa, em thấy chỉ người ta mua thôi chứ. Em chưa thấy lột của nó như vậy. Đây, mày ghi review xong sản phẩm rồi kìa. Vậy? Để lâu quá tao quên, review sản phẩm đi. Nữa chà. Ừ. Nãy giờ cái clip review 3 4 lần rồi đó. Nãy giờ hơi lâu rồi. Review đi. Cậu review đi. Sao tao quên? Cậu review được là con sẽ mướn cậu là làm đại diện cho sản phẩm mình con luôn. Để review. Thay vì thương hiệu để hình con ó sẽ để hình cậu. Thay vì sản phẩm để hình con ó để hình chó. Review tiếp đi để mọi người quên. À, kính thưa mọi người nha, kính thưa phụ huynh học sinh rồi ủy ban nhân dân xã rồi đảng ủy tỉnh ủy rồi gì đó hội chữ thập đỏ tất cả mọi người luôn thì hôm nay là coi như là dầu gió Thượng Gòm nó có mang về một hộp là dầu gió mang về 200 chai dầu gió của Singapore mang về 200 chai dầu gió Singapore. Ủa mày cứ đi máy bay bởi mình lấy hả? Không, cô chú ở bên Singapore gửi về. Tôi gửi về con bán. Tôi biết đường tao nói. Cô chú bên Singapore nói gì ta? Nghĩa là Thượng Gòm nó mới nói là cô chú ở bên Singapore á mọi người. Đó, gửi về để cho nó bán cái dầu gió. Thì từ xưa tới giờ theo bác có đơn được biết á thì mọi người ai cũng cũng sử dụng dầu gió hết. Nhưng mà không phải dầu gió này. Thì này dầu gió này là dầu gió Singapore. Mà bên không biết bên Singapore có ai xài không thì mình cũng không có rành cái vấn đề này. Mà về đây là nó nhìn nó đẹp như thế này thì chắc có lẽ là cái dầu gió này là cũng thì là nó tốt. Tốt có gì là nó tốt ngang ngửa với cái dầu gió bình thường ở đây. Tốt hơn chứ. Tốt hơn mấy cái loại dầu gió kia. Thì mọi người mà ai có cần mua thì liên hệ tới
con của bà hai cháu trai là Hương Gom, Hương Gom đẹp trai thì không gặp Hương Gom, hoặc là không gặp Hương Gom thì gặp Thương Xúc Xích, không gặp Thương Xúc Xích thì gặp Tài Súng, mà không gặp Tài Súng thì nhà còn thằng Vin, thằng Vin cáp xe nữa, nó đang ở nhà đó, là đâu nhà rồi? Nếu mà không có ai ở nhà thì mọi người để lại cái số điện thoại để người nhà nó đi đâu về là thấy địa chỉ bắt đầu là gọi cho mọi người hỏi mọi người hỏi mọi người ăn đây. Ông quảng cáo nãy giờ chưa vô vấn đề luôn á, ông làm mọi người bực bội thêm mấy chứ mọi người nhớ cái gì tao đang nói cặn kẽ để cho mọi người biết, lỡ giống như người ta tới nhà mày mua mà không có ai ở nhà thì phải biết đường để tìm. Trời ơi, người ta trên mạng mua không cha ơi là cha, mình giới thiệu gọn gàng thôi là nó vô vấn đề chính rồi. Cậu giới thiệu nãy giờ là không có vô một cái gì luôn, chưa vô vấn đề luôn. Tính ra là đang chuẩn bị vô luôn rồi đó. Người ta phải cầm đi. Quán ơi, quán. Đây là chính gì? Kính thưa hai họ, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Độc lập Tự do Hạnh phúc. Hai, gia đình của tôi gồm có gia đình phán dầu chó. Thôi mẹ, mẹ còn bảy thì thôi, mình ăn xong mình nghỉ ngơi đi. Hai chị em giống nhau hả? Không nghe. Cái chai dầu gió của người ta đơn giản giới thiệu thôi. Dầu gió này là dầu gió của hãng Singapore, là cô chú ở bên Singapore gửi về cho gia đình của Thượng Gòm bán để gia đình Thượng Gòm kiếm thêm thu nhập mọi người. Thì giá có một chai dầu gió Singapore này nè, dầu gió xanh, thì một chai của nó là 199k nha mọi người. Nó là chuẩn hàng của Singapore nên mọi người yên tâm, không phải là hàng pha ke và cũng không phải là hàng ở Việt Nam nha cả nhà. Đó, đơn giản vậy thôi. Số điện thoại Thượng Gòm để màn hình. Hay ha, nó giới thiệu hay hết cộng ha. Thượng Gòm nó giới thiệu là chưa có được hay mấy, chưa có được vlog nên mấy người gì thôi, mọi người thông cảm nha. Tại vì bảy cô đơn tính nói cho nó gành ghẻ mà nó cản lời chứ không, bảy cô đơn nói cỡ nửa tiếng nữa là mọi người hiểu hết rồi đó. Đi ngủ luôn. Ê thì còn mà cái nhà mình miếng trứng muối nha, trứng muối ăn cái cháo trắng. Thôi được, ngon tao mua nữa. Mặn không chị? Mặn dữ thiệt. Mặn mà. Trứng muối mặn á. Con này mới mặn đúng không? Ừ, mặn. Con tám đâu hả? Mặn đúng rồi. Mặn mặn, lần đầu ăn với muối á, lần đầu á. Chứ nói xong đó tao no rồi. Từ từ đi chứ. Đâu có mặn mấy không? Cái thường trắng mà cũng mặn chứ. Công nhận ngon, còn cái này mặn không ngon, vậy mới mua cái này không nè con. Cái này là kêu gì? Dưỡng bắc tảo, này trứng muối. Ốc họ. Thôi cái tên khó, cái tên khó hiểu quá. Mai mốt ra họ bán cho trứng vịt kìa mà lột có trong đem thù lùi á. Mai chân đó nó có cái cháu có cho á, người ta biết bán chị. Vợ nó ngon quá. Rồi mời cả nhà mình miếng nữa rồi còn kết thúc clip nha mọi người. Đây mà cả nhà mình ăn cháo chứ bắc tảo rồi làm nha. Trời ơi nó ngon. Ăn cơm còn ngon hết chị. Biết được rồi, mà em mua thấy thiệt, em thề một câu luôn á, từ nhỏ lắm chưa giờ ăn cái này, em thấy người ta mua bịch xách về nhưng mà thiệt không thì chị chăng qua không? Em nói thiệt. Em thề, em giờ nói không giờ em thấy mua mấy này giờ lột mới thấy nè. Đây hả? Có nhiều chị mua á, chị phải mua trứng cái trứng vậy luộc nè, nhiều cái trứng mới á nó không ngon đâu. Vậy hả? Trứng mới luộc nó xé miếng đi không ngon. Trứng cũ á mới ngon vậy nè. Nó ngon hơn mà hộp vịt mà mình luộc mình lột ra ăn đó. Ngon. Còn cái này nghe mặn rồi khỏi thử luôn. Tám ăn xong tám chạy. Tao kêu tính ra tao kêu mình kết thúc clip luôn, mày lo mày ăn thấy ghê luôn á. Giờ kết thúc clip nè. Kết thúc clip còn lấy sản phẩm giới thiệu nữa không? Mày tới lượt mày rồi đó, mày giới thiệu đi. Tao giới thiệu mấy lần rồi. Thôi mọi người, sản phẩm giới thiệu về mọi người biết rồi. Ok mọi người, mẹ ăn đi. Ngon quá trời ngon luôn. Chưa ăn nha hả, giòn giòn hả? Ngon. Không. Đừng có ai tin Thượng Gòm, chỉ tin bà hai vô chai thôi. Cái gì ngon là em nó ngon thật sự, còn cái này mặn lẹ à. Thật sự ngon luôn á. Đó, cái này múp ốp muối mà nó mặn, ốp muối hồ quá chị. Nghe nói là tôi nhìn đã biết là không ngon rồi. Còn này rất là ngon luôn, tôi ghiền rồi đó, mai mốt mua nè ăn à. Cái nào? Cái này là trứng thảo. Cái đen đen này nè. Trứng thảo. Đen rồi mà cái gì mà ngon. Hồi nãy nóng chưa biết ăn mà. Ăn liền ghiền. Tôi nói cái gì đen là ngon. Ăn liền ghiền luôn. Bây giờ con kết thúc clip mẹ với bà Tám ăn nha. Kết thúc đi. Ok mọi người thì video của gia đình Thượng Gòm đến đây cũng xin kết thúc. Nay là một cái bữa ăn để đẩy tẩm bổ bà Tám cả nhà. Bà Tám bị té xe đụng chó, mẹ Thượng Gòm thì bị chó cắn. Là một bữa ăn đãi mẹ Thượng Gòm bà Tám. Rồi bây giờ thì video Thượng Gòm xin đến đây kết thúc. Hẹn gặp mọi người đến tiếp theo nha. Bye. Bye. Chào mọi người.